Chào các bác nhé. Anh em đi bẫy chim thì gặp cái cảnh này. Không biết là ở đây có đột biến hay sao, hay là ai găng lưới đây. Lưới này chim chết kìa. Đây này anh em ạ. Găng rất lâu rồi. Cọc đây. Không biết của ai. Cọc lưới đây. Anh em nhìn này. Đó. Lưới găng cũng rất lâu rồi. Để đây cũng lâu rồi. Không thèm gỡ. Chim này. Con gì nhỉ? Bọ hung mắc chết luôn. Con gì đây? Ếch thanh. Ui ôi rồi quá nhiều. Mắc đầy đây. Ui lạc cây cũng quá lắm. Đây rồi. Họ găng nhưng họ không dám bắt này. Lưới thì rất đẹp nhé. Đó. Ai chà. Bỏ luôn, họ căng coi bỏ luôn. Chắc ở đây có đột biến gen thì phải. Nhưng họ mới căng lưới con này. Đây con gì đây? Không biết con chim gì. Lưới cao vãi. Tôm lưới đẹp vãi trưởng này mà họ bỏ. Đó. Không biết bỏ hay không. Nhưng mà thấy vẫn nằm đây. Đây cả gì đây. Không phải tượng chi. Khu này đẹp này. Không. Thảo nào họ găng lưới. Ai giời. Trời đẹp đấy. Trời rất nhiều chim nhé. Đây không biết anh em nào găng lưới đây không cầm về đây. Lưới này của ai mà xem đúng lưới của mình thì về ra mà nhận vâng về đi hỏng hết lưới rồi. Wow. Trong này em nghĩ là có bột đột biến gen thì phải thì họ mới găng lưới ở này. Chắc không bắt được. Hoặc là bắt được rồi. Làm gì có chuyện tấm lưới đẹp thế này mà họ găng họ bỏ không này. Sao sắt chứ. Đây. Cọc sắt rất đẹp này. Đội nguy hiểm đấy. Chắc có đột biến. Ở đây có cả trà màu này. Trà màu mắc này họ không gỡ. Đây. Chết bố rồi. Phí thế nhỉ. Rồi. Chào anh em. Tạm biệt anh em nhé.